Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái cách để hột vịt lộn của mình sau khi luộc nó dễ tách vỏ ha các bạn. Thường á thì nếu mà mấy bạn không biết cách này á thì khi mấy bạn luộc lên á cái hạt cái trứng vịt lộn của mình rất là khó. Nhất là mấy bạn nấu lẩu cũng vậy ha, hoặc là nấu cháo á thì nó dính với cái vỏ mình rất là khó lấy ha. Còn mấy bạn biết hai cái cách này rồi á thì mấy bạn đập ra một cái là nó ra ha. Bây giờ á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên thì các bạn cầm một cái quả trứng lên. Đây mình hướng dẫn cách đầu tiên nha các bạn ha. Mấy bạn chờ cầm cái quả trứng lên, cầm bằng tay phải ha. Sau đó mấy bạn lòn ra làm sao ha, mấy bạn bỏ qua cái tay trái của mình. Đây, mình làm như vậy liên tục 3 lần nha các bạn. Cái mẹo này á, là theo dân gian á, và một chị ở trên công ty đã chỉ mình và mình thử và đã thành công rồi. Hôm nay mình chia sẻ các bạn nè, mình làm đúng 3 lần như vậy nha. Rồi mình sẽ lấy viết để mình sẽ làm dấu cái quả này, cái cách này cho mấy bạn ha. Nếu mình làm cách này á, thì mình sẽ làm dấu những cái trứng mà mình làm theo cách này ha các bạn. Đây mình chấm một cái vết mực xanh lên đây ha. Một lát nữa mình sẽ sau khi luộc xong á thì mình sẽ kiểm chứng cho các bạn coi. Đây tiếp tục mình làm cái quả thứ hai ha. Mình có 6 trứng thì mình sẽ chia ra 3 trứng mình làm cách này, rồi 3 trứng còn lại á, thì mình làm cách thứ hai ha. Đó các bạn thấy không, mấy bạn cứ để qua tay tay này qua tay kia nhưng mà để sau lưng ha. Đó, và mấy bạn cẩn thận nha, bước này cách này thì mấy bạn phải yêu cầu phải cẩn thận, tại vì mình để mà chưa ngay cái tay bên kia mà mình bỏ xuống nó rớt cái bập là xong nha các bạn. Đó mình được hai quả rồi nè, còn quả này quả kế tiếp ha, mình cũng làm y chang như vậy luôn, lòn ra sau lưng và mình để ở tay mà ngộ hết các bạn. Cái mẹo này cái chị kia chỉ mình á mà mình thấy ngộ thiệt á, chỉ cần làm vậy là một lát nữa trứng hột vịt của mình nó tróc lúi ra ha. Này mình làm dấu 3 trứng nha. Đó, 3 trứng có vết mực này là mình làm theo cái cách thứ nhất ha. Còn 3 cái trứng còn lại thì mình làm theo cách thứ hai, là mấy bạn biết sao không? Mấy bạn dùng tay mấy bạn lắc lắc như vậy nè, lắc 7 7 4 9 lần luôn, lắc một lát nữa thì mình đập ra mới dễ. Đó, đây là cái cách thứ hai nha. Mình lắc mà nó có cảm giác là nó sụp xịt bên trong á các bạn là được ha. Nếu mà mấy bạn không làm theo hai cái cách mình hướng dẫn á, thì nó sẽ rất là khó lấy ra ha. Lát rất là nhiều lần luôn các bạn. Cái cách thứ hai này á, thì nó hơi mỏi tay nha các bạn ha, mình lắc về mỏi tay lắm. Còn cái cách đầu tiên á thì nó nhanh hơn mà nó đỡ mỏi tay nữa. Ăn lắc như thế này, mình lắc nãy giờ mà mình chưa có cảm giác nó sụp xịt nữa nè, nên là mình phải lắc tiếp. Lắc khi nào mà mình cảm giác là nó sụp xịt rồi á thì mình mới ngưng nha. Sau khi mà lắc xong và mình lòn ngoài sau lưng xong thì mình sẽ cho hết 6 hộp này vào trong một cái nồi, rồi mình chế nước vô để mình đem đi luộc nha các bạn.
Mình luộc lên á thì cái cách luộc á thì mình đã có hướng dẫn trong một cái video ở trên kênh Nghĩa Miền Tây rồi. Nếu mà các bạn có biết muốn biết cách luộc á thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên kênh Nghĩa Miền Tây nha. Đó, nên là mình cho qua cái bước luộc ha. Đây là những cái quả trứng mà mình mới vừa luộc xong nha các bạn. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ dùng một con dao, mình sẽ tách quả trứng ra cho mấy bạn coi nha. Mình sẽ kiểm chứng hai cách luôn ha. Đó, mà nó còn hơi nóng nên là bây giờ thì mình sẽ lấy giấy mình sẽ kẹp lại như thế này, rồi mình sẽ chặt ra, chặt làm hai nha các bạn. Đó, đây rất là dễ đúng không? Nóng lắm mấy bạn ơi. Đó, do là mình gấp rút mình quay cho các bạn xem á nên là nó hơi nóng. Đó là cái cách đầu tiên nha. Đây là cái cách đầu tiên nè. Còn cái mà mình lắc nè, cái cách mà mình lắc nè ha, mình cũng chặt ra tương tự như vậy luôn cho mấy bạn coi ha, không có mực xanh nha. Đó, đó mấy bạn. Rồi thế là mình đã vừa hướng dẫn xong các bạn hai cái cách, hai cách đều là thành công hết nha các bạn, đều tóc ra hết nha, rất là tuyệt vời. Rồi mình vừa hướng dẫn các bạn hai cái cách mà để xử lý trứng vịt lộn trước khi mà luộc rồi ha, để dễ bóc vỏ ha các bạn. Rồi thì hai cách đều thực hiện được, nhưng mà mình thấy cái cách mà lòn sau lưng á thì nó đơn giản hơn, nó nhanh hơn nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này đến thời điểm này nha. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây thì các bạn cho mình một lượt đăng ký và một like để mình có động lực để mình ra nhiều video hơn nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.